Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đã quay trở lại kênh thì đã lâu rồi không có quay cho cả nhà xem, không có chia sẻ và quay cho cả nhà xem những cái con thú cưng của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho và chia sẻ cho cả nhà xem con thú cưng mới, đó là con tôm càng xanh. Loại tôm này là mình nuôi giống từ tôm càng xanh sông nha cả nhà. Tôm này nó rất là dễ nuôi luôn cả nhà, do tôm càng xanh xanh nó sống được ở môi trường nước ngọt, cho nên là mình ở Sài Gòn này thì mình nuôi khá là dễ luôn. Thì chỉ cần điều kiện đủ của nó là chỉ cần là thay nước đầy đủ và nước lọc trong và đầy đủ oxy và cho nó ăn. Thức ăn của nó đơn giản lắm, đó chỉ là chỉ những hạt cơm như thế này thôi. Em chỉ cho nó ăn cơm thôi chứ em không cho ăn gì hết trơn á. Có để thức ăn cá coi nữa, nhưng lâu lâu thì nó ngửi được cái mùi, cái gâu của nó đánh được mùi thì nó sẽ lên nó gấp, nhưng mà do cái càng của nó nhỏ với chứ cái thức ăn này của mình, nó cái càng nó to thì thức ăn mình nó nhỏ thì nó không thể nào gấp được. Cho nên là nó đợi khi con cá coi nó ăn xong mà nó phân hủy ra phân á thì con tôm này mới bắt đầu ăn lại phân của con cá coi. Đó, cả nhà thấy cái càng nhỏ nhỏ đó là nó đang ăn thức ăn đó, ăn cơm á. Ví dụ như bình thường không có cơm thì nó sẽ ăn phân của con cá coi lại. Dễ nuôi lắm. Đó, cả nhà thấy không? Cách nuôi tôm càng xanh xong thì khá cực kỳ là đơn giản, không có chi là khó luôn. Thì chỉ cần là mình đam mê là mình sẽ nuôi được thôi. Đấy, con này nó vừa lột xong cái vỏ, mới vừa lột được ngày hôm qua. Hôm nay quay cho cả nhà xem. Do nó mới lột quá cho nên cái ngày đầu tiên nó lột em không có quay kịp. Nếu như mà em quay kịp thì cái đó mới là hay á. Tại vì không có canh được lúc nó lột. Nó lột xong rồi cái lúc là mình chuẩn bị đi ngủ rồi thì nó lại lột. Đấy, sáng ra thì thấy có vỏ tôm rồi. Cho nên là qua ngày hôm sau cho nó cứng cáp mình mới bắt đầu quay tiếp tục. Mình đang nuôi chung với những chú cá coi kiển ở nhà mình luôn nha, cá coi mini á. Thì mình có cái hồ của mình là nó có hai ngăn nè. Một ngăn á là mình để cá coi, còn một ngăn là mình để tôm càng xanh. Thì trước đây là mình nuôi cá coi thôi, nhưng mà mình nuôi thí nghiệm được con tôm càng xanh này chung được với hồ thì nó ăn được những cái phân của con cá coi này nè. Nó con này nó qua là bị con này nó đưa cái càng ra nó hù à. Chỉ cần đứa càng nó thấy cái bóng từ xa là nó đưa cái càng ra nó nhấp là mấy con cá coi chạy tán loạn luôn. Nó từ ngày có cái anh tôm càng xanh này rồi thì những anh cá coi nó chỉ một bên hồ một duy nhất, không được tung tăng bơi lội sang những cái hồ kế bên. Ông chủ cực kỳ ác độc. Tôi đang có không gian rộng, tự nhiên để anh này vô làm cho tôi chật hẹp luôn. Hơi bị bức xúc thôi mà kệ, gán đi. Đây là cái thú vui mới mà. Đam mê nuôi được canh này, cố gắng sẽ chăm sóc nó càng ngày càng lớn và quay cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và theo dõi em cho quá trình phát triển của con tôm càng xanh này nuôi trong cái hồ cá coi mini này nha. Cả nhà nào muốn nuôi được con này thì comment và gửi cho em đi để em tư vấn cho nha. Có đường link mail em có để dưới ghi chú cả nhà có thắc mắc gì. Đây là cái vỏ tôm nó đã lột nè cả nhà. Đây, quay cho cả nhà xem. Nó lột dễ lắm. Thì vỏ tôm này nó lột chỉ là một cái chất sừng thôi, giống như là cái móng tay của mình hoặc là cái lớp da của mình nó lột bỏ vậy thôi, chứ nó không có mùi tanh hay là mùi hôi thối gì từ con tôm mà mình nó chết mình ăn mình lột cái vỏ đó ra đâu. Cho nên là để hoài cũng được. Đó, ông này ông dữ lắm. Ông cứ thấy thể con cá coi qua là cứ nhấp, nhưng mà thực ra nó đâu có kẹp được đâu. Nhưng mà mấy anh cá coi này vẫn nhát, vẫn sợ, không có dám ở qua chung. Đó là do cái mình khi mình gãi thức ăn xuống cho mấy anh này thì dòng nước thì nó đẩy nè, nó cho thì thức ăn nó cứ trôi qua được, trôi qua trôi lại thì cá coi nó cũng ăn hết à. Thì thức ăn nó nổi trên mặt nước, còn riêng anh này thì mình cho nó ăn cơm thì chìm xuống dưới đáy. Cho nên là mình ai nấy ăn thôi chứ không có gì. Đó rồi nè, bị nè. Gình là nó thấy ghê không? Cả nhà thấy ghê không? Cái càng này nó nay nó dài rồi, nó to rồi. Đợt trước là nó chỉ phần 2 của cái càng này thôi. Với mấy cái gâu này nè, mình cả nhà nhìn cái gâu nó giống như gâu cá chê quá ha, nhìn nó dài gì đâu. Này đợt trước là mình nuôi thì nó còn ngắn lắm, từ khi cái ngày nó lột vỏ ra rồi thì nó gâu nó dài càng ngày càng dài. Cái gâu này nó có chức năng là ngửi được mùi á cả nhà. Đó, tuyệt vời. Thích lắm cả nhà ơi. Nếu mà nuôi cái này mà trong được hồ thủy tinh thì mình ngắm rồi còn gì bằng nữa.
Đó, thì em nuôi là nuôi chung với cá coi đó, để khi mà cá nó ăn thức ăn xong rồi nó thải ra phân thì con tôm này nó ăn lại thôi, không có sao đâu, nên tôm nó không có lo vấn đề mà không có thức ăn cho tôm. Quan trọng là thức ăn là nước, mình vẫn phải lọc trong như thế này và đầy đủ oxy cho nó thì mình nuôi được. Dự kiến là sẽ sau này sẽ rảnh rỗi thì em sẽ tìm thêm con giống khỏe mạnh để xuống nuôi chung để cho nó vui, coi coi hai mấy thằng này nó có cắn nhau không. Và em nghĩ chắc là nó cắn đó, cả nhà thấy em lọc nuôi hồ nhỏ vậy thôi đó, nhưng mà mấy anh này nó vẫn sống phà, không có đáng gì để lo hết trơn. Nó cá coi này bằng ngập tay hết trơn rồi đó. Những cái clip cá coi trước của em á, thì cả nhà cũng thấy rồi đó, bây giờ em mới quay lại cho cả nhà xem thì giờ nó lớn gấp đôi hết trơn, cực kỳ dễ nuôi đó. Đây là sự kết hợp giữa nuôi tôm càng xanh trong hồ cá coi nha cả nhà, khá là dễ. Cả nhà muốn nuôi thì cả nhà comment bình luận gửi cho em đi, em tư vấn cho cách nuôi, cách chuẩn bị trước khi nuôi như thế nào nha. Thì nuôi cũng dễ lắm, nuôi cái này thấy nó hay hay.